Con mẹ nhà nó thiệt. Lát nữa mình tính sao. Quay về đây anh cầm tay. Má bây giờ tao thiệt á, tao tức á. Tao tức lòn kia á. Hai nào Quốc xin lỗi tôi đi, tôi tên Hùng. Bây giờ đủ ngán thì tụi bay vô quậy đi, tao hát cho tụi bay nghe. Đủ hả? Tao ít khi tao hát trên live lắm. Hồi ngày hôm nay hát trên live. Đây nè, đổi nè. Thì bởi đủ má nó mình khứa kia. Bây giờ mình vô nè, bây giờ khoan cái đội này mình khoan mít rè nha. Mình chê mấy thằng lồn đang ngồi trên live nha anh em. Bây giờ mình sẽ chê mấy thằng lồn đang gọi là đang nói chuyện trên live. Vô anh em à, đừng nói mít rè, mình chê mấy thằng đang nói chuyện trên live, mình nói mấy thằng kia ồn quá, cho nó xuống đi này nọ kia anh em à. Đủ má. Tôi là tôi, đủ má. Bài này hồi xưa tao rất là thích và bây giờ tao vẫn còn thích. Tại vì sao? Tại vì nó có khúc rap rất là hay. Không, tụi bay có muốn nghe tao rap không? Cái lòng má tao rap hơi bị dữ à. Anh Hùng chứ, anh Hùng đừng càng nghĩa em nha anh Hùng. Ờ, kêu nó xuống đi tụi bay ơi, kêu nó xuống đi. Đủ má, kêu nó xuống đi. Mấy anh kia nó nói con cặc gì đâu không à. Mấy anh kia nó nói con cặc gì đâu không à, thấy không? Để tao hát cho tụi bay nghe. Rồi cơn mưa chiều nay xa đâu bóng tôi khuất xa dần. Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt non cây. Lồn kia mấy thằng lồn này mày nói hoài à. Kêu mấy thằng kia nó xuống đi. Ừ mấy thằng lồn kia nó ồn quá. Kêu mấy thằng lồn nó xuống đi để tao hát cho nghe. Đủ má nó thiệt căng hát mà nó cứ anh Hùng Hùng con cặc. Kênh đi nè, kênh đi nè, ai vậy? Ừ kêu nó xuống đi. Ừ. Không, ồn, kệ anh ta, mấy anh nghe đó nghe đó đó đúng rồi, vô đúng rồi, hay quá. Mấy anh kia nó mệt rồi. Vụ gì mọi người phải ngánh như vậy, xuống đi. Ừ má nói chuyện. Ủa nghe rồi. ào tao chửi hết thôi, ai ồn quá thì tự tao ra đi, vô đây coi chứ là ồn đó đó. Nó mệt rồi mấy anh coi like mà mấy anh tắt tiếng đi, nó mệt rồi, nó làm mệt rồi. Ngắm mày xấu như chó, ngắm con cặc mẹ. Thấy tướng vũ vô tính toán nữa hả? Mấy đứa coi gì hay. Kêu nó xuống đi, đúng rồi. Kêu nó xuống đi. Bục tới đây, kêu nó xuống đi. Trời ơi trời, mấy thằng khứa này thiệt. Cái gì mà ba bốn thằng bu lên một con vậy trời. Mấy đứa coi dùm anh hai, chị hai phát chưa? Sao anh hai? Chị Dung đi rồi. Phát rồi. Chưa. Đi rồi. Đủ má, thằng lồ nó nói ồn đấy. Cặc ồn. Út mẹ đi. Trời ơi ồn quá. Ồn quá. Tao nói nè, ồn quá. Bày luôn ấy, toàn là không follow luôn, cũng không follow ai. Đủ má, toàn mấy thằng lồn mẹ chơi đồ không. Đủ má biết nào chơi đồ à. Không biết nào chơi đồ à. Nói lên nói xàm xàm không à. Mấy thằng kia nè, được bay phải nói nè. Đủ má tán gái gì mà lên xàm xàm không à. Tán gái gì mà lên xàm xàm không à. Ồn quá, thằng này nói chuyện ồn. Ủa sao vợ sao ồn không vậy ta? Không chào à. Ồn quá. Quá ai vậy? Ở đây như đâu ai kiểm duyệt nhà Lam đúng không? À đấy nè, cẩn thận thằng Tú Mi Lo Ve kéo người đi phá lai đó. Ủa gì hả? Thằng kia nó kiểm duyệt rè. Ủa? Rè thì tắt mít. Sao vậy? Rè thì tắt. Rè thì ao đi. Ui. Xem làm gì. À đấy nè, đây nè, hên nè, ngồi lại con em gái làm chứ ngồi mấy anh ai biết. Má anh kia có nhiều câu chiến vậy. Trời ơi trời, đủ mẹ mấy này mà không lẽ bây giờ anh em mình nói từ từ. Không nói vậy đó. Cái thằng lồn nè, tao Tướng Vũ, mày có thể người đàn ông không Tướng Vũ? Mày nghĩ mày làm vậy hay lắm hả Tướng Vũ? Mày làm vậy hay lắm hả? Ai khen mày hay? Hồi nãy giờ không ai khen mày hay hết á. Mà thậm chí người ta còn chửi mày nãy giờ nữa. Ủa má, mà tụi kia nó cũng không có cảm ơn mày nữa. Thà là mày đồng lòng với tụi tao, anh em chơi vui vẻ, huynh đệ có nhau.
Còn đằng này anh em tụi tao đi chơi, mày vô đây mày ngồi mày coi xong rồi mày qua kia mày mét. Mày chơi đủ má tao tiền chứ mày chơi thua thằng Dũng con tao nữa tao thiệt. Chêu vậy. Chỉ có anh Kha. Mày chơi vậy là sai rồi. Anh Khai, bữa nào anh em mình đi nhảy cha 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 anh Khai. Khó lắm nè. Em với anh Khai. Mày chơi gì là sai rồi. Ôi gì anh Khai ơi, trời ơi. Đâu. Quá anh Khai đúng báo. Anh Khai đúng báo luôn mà. Mày chơi vậy là sai rồi đó. Đủ má từ từ để tao xíu tao tìm cái con lồn nè. Chơi Phú ơi. Phú ơi. Ngủ Phú ơi. Em ngủ ngon hả Phú ơi. Từ từ. Ai? Từ từ anh em à. Từ từ anh em à. Sẽ bị đánh cái mặt như này. Đó đó từ 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 từ. Ờ, từ từ. Mà mày đưa thêm lồn không. Thôi bây giờ mình chơi cũng không được đâu anh em à. Thôi đi ngủ đi. Có con lồn. Có con lồn kia mất dạy quá. Có con lồn kia mất dạy quá, đủ mẹ mà chơi cái đéo gì. Có con lồn kia mất dạy quá mà chơi cặp gì anh em. Tắt mẹ nó luôn đi, đủ mẹ, con lồn kia mất dạy quá mà chơi cái gì. Ủa má, chơi nhiêu nó báo cáo nhiêu rồi, chơi đéo gì nữa rồi chơi. Chơi làm gì nữa. Ủa mẹ nè, con lồn mày mất dạy quá, mày tưởng mày làm vậy hay hả? Anh em tao chán rồi, anh em tao đéo chơi cho mày coi nữa. Con cặp giờ hát karaoke chơi được không? Hát karaoke chơi được không? Anh em hát karaoke anh em nghe nghe tôi hát không? Thủ má tôi thiệt với anh em. Cuộc đời tôi chưa bao giờ hát hết bài ở trên livestream nha anh chị em. Chưa bao giờ hát hết bài trên livestream nhưng mà ngày hôm nay đủ hát nửa bài cho anh em mình coi chơi nha. Từ từ để tao tua qua cái đã. Để tua qua nửa bài, bỏ nửa bài đầu đi. Đó. Thằng lâu này rap dở, lát nữa tụi bay coi tao rap cho tụi bay nghe. Thời gian cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng tôi xa trái tim em. Chỉ còn đây bao câu nói chiều cây đem đến cho tôi bao nỗi xót xa. Na 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 na. Thường hả? Không, hát nửa bài thôi anh em à. Chứ đủ má nó thiệt chứ chơi bời gì mấy thằng này nữa. Thiệt, chơi bời gì với mấy thằng khứa này nữa. Không còn gì để vui nữa anh em à. Không còn gì nữa để vui nữa. Đúng rồi. Ok, để tao hát cho anh em nghe chơi. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Và giọt mưa rơi nhà rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em nào hay biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Tại kia xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Đủ má mày hát hơi dữ luôn em à. Đâu phải lòng kia nó mất dạy nó phá tụi mình hoài. Đủ má lòng kia nó mất dạy nó phá anh hoài không. Tiếp 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 để lát khúc khúc. Dâu. Ngày xưa khi gồm nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời. Dù cho không còn điều cũng đừng nên oán trách nhau. Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình. Và tôi luôn là tôi chớ mong đổi thay tôi làm gì. Yeah. Ôi xưa em nói yêu tôi em đéo cho chơi biết nói sao đây. Giờ đây em nứng em cho tôi chơi tôi đéo thèm chơi. Em thách tôi chơi tôi quất em la. Oh yeah. Phải đủ má tức quá mà. Tao tức quá mà. Trời ơi trời á. Ủ má lâu lâu lên like. Lâu lâu lên like chơi với anh em có một bữa hả? Măng lộn phá như chó vậy. Đúng không? Măng lộn mất dạy tí mày nha nó. Lên, lên nè anh chị em. Ho, yeah. Lên, 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 bùm, bùm, bùm. Đúng rồi, đủ. Ok, xưa em nói yêu tôi em đéo cho chơi biết nói sao đây. Giờ đây em đứng em cho tôi chơi tôi đéo thèm chơi. Em thách tôi chơi tôi quất em là ấu già.
cứ hưởng ha, ghê không? Ở nhà ngươi là cái lòng má đang vui tuột hứng, đúng, đang vui tuột hứng, lòng phá hoại. Hư hà, hư hà. Giờ hé lô anh Tú mặt lòng, mặt như con dán, cái lòng má mày đi quất câu giọng cổ luôn anh. Câu giọng cổ rồi. Trời ơi, đám cưới người ta rầm rầm rộ rộ à. Thôi điên quá, đủ má mày nửa đêm nửa hôm rồi. Đồ vụ này ngon quá, ngon con cặt chạy xe ôm chích mẹ, ngon con cặt chứ ngon. Thôi giờ đi ngủ anh em à. Đi ngủ mấy ông nội ơi, đủ má giờ vô coi mấy nhỏ này nè. Má tụi bay thấy không, tụi bay thấy không? Má ơi, thấy tao, tao follow. Trời ơi trời, sao tao follow con nhỏ này vậy trời? Đủ mẹ gì vậy trời? Sao tao follow nhỏ này ta, nhỏ này nhỏ nào ta? Chết thiệt. Chết thiệt anh em à. Ok, thôi bên em mình vui chơi tới đó thôi anh em à. Tại vì tối nay mình bị mấy lồn kiếm phá quá. Quất cái nữa ngủ, quất cái gì ông nội? Quất cái gì? Quất cái gì? Quất cái gì bây giờ? Có chửi cái thằng lồn kia thì tao chửi, chứ con cặt giờ không có quất cái lồn gì hết. Bây giờ chửi thằng lồn kia nè, chửi thằng kia mà theo kiểu mà đủ má, cái thằng súc sinh sụi, cái thằng khốn nạn, cái thằng mất dạy, cái thằng mà ba má mày đẻ mày ra súc sinh sụi tao nói thiệt á, đẻ con khôn á thì đủ má mày cái lồn mắt cười cười, mà đẻ con dạy thì bại hoại cái ột le. Thứ mày đủ má mày đẻ mày ra để rồi mày đi lừa thầy phản bạn, cái thằng mất dạy như mày đủ má bây giờ ăn cứt hết cả cái gọi là cái kênh Tú Mai lớp này, cũng không bao giờ xóa được cái tội của mày. Anh em gọi là nửa đêm nửa hôm lên đây thức để đủ má mày đi tìm chuột vui này nọ kia, mà nở lòng nào mày vô mày ngồi mày bấm cái lùn má nhà mày thèm đấm vô cái mỏ mày chết mẹ mày ghê á, thằng lồn tứng vũ lồn gì đó đủ má nó thiệt á, tức á trời. Dù đó đủ vui với nó được rồi anh em à, dù đó đủ vui với nó được rồi. Bu si cà bu si cà bu chu đô lè. Chơi thêm chút xíu đi, tao mới vô thằng lồn, cái lồn má mày nghe cho rõ nha. Uống miếng nước cho đỡ rồi anh em, uống miếng nước cho thấm giọng nghe anh em. Thời ấy đủ má mày, lúc mà kinh tế Mỹ chưa xuống, nếu mà tao thiệt kinh tế Mỹ mà lúc mà chưa xuống tao, có khi tao làm ca sĩ mấy ông nội ơi. Đường lên dốc đá, có hai cô nàng đứng đang chờ khách. Trời đủ nghe ngon không? Mời ông vào đó, chỉ có 200 đồng mà sướng cái con cu. Muốn chơi cô không lông hay lông dài lông ngắn, muốn chơi trên đi văn hay dưới sàn hay trong cầu tiêu, chỉ có 200 đồng mà sướng biết bao nhiêu. Bỏ đi. Trời cái lồn má tao thiệt. Để tùng chùa Tú chùa bị điên quá thằng lồn ơi. Nè tao cho tụi bay nghe thêm bài nữa. Đủ má mày tụi bay ghê lắm mấy ba. Đủ má tụi bay không muốn nghe nữa, không nghe nữa tao hát nữa. Đủ má mày chơi đủ em giờ tụi bay buồn rồi, bây giờ phải chơi tới tụi bay luôn. Mà chơi mấy bài cổ cổ gì nó mới sướng nha mấy ông nội. Buồn này mưa này đó vô quậy đi mày điên quá mày ơi. Đủ má tụi bay đi ngủ hết rồi, tao cũng đi ngủ luôn. Tụi bay ngồi tụi bay đủ má bay cào phím mà bay cào cũng chậm nữa. Tụi bay cào phím mà tụi bay cào cũng chậm nữa. Thôi làm bài nữa đi ngủ mấy cha ơi. Làm bài nữa đi ngủ mấy ông nội ơi. Uống miếng nước nữa, làm bài nữa đi ngủ. Tao phải mày, nay vợ cho xả chạy hay gì lấy khuya vậy trời ơi.
mấy cái khúc mà đừng khóc đừng buồn nghe em á, thì giờ tao hát cái tụi bay chê dở đúng không? Chỉ làm cho thêm đớn đau. Để tao tua qua cái đã. Tao tua qua cái đã. Chứ thôi tụi bay kêu tao hát dở làm sao? Đây khúc thì mình tới điểm khúc nè. Còn gì cho nhau á, hãy chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Vô nè. Em ơi đêm nay nhà anh không có ai, mời em sang chơi hay chúng ta hẹn hò. Chúng chăn chung chiếu chân chuồng trong chăn, mà anh nghe em là á à. Ôm bao cu su đầu cụ anh sân ú nâu, ngày mai mu em sân em bắt anh đền bù. Thưa cha thưa chú, tại vì con ngu. Ôi con chặt đi ngủ, đùa má nửa đêm nửa hôm lên hát cái lồn gì tầm bậy tầm bạ không. Vô thả bót đánh chơi anh Tú. Thôi đi ngủ mấy cha, khuya rồi, giờ này trễ lắm rồi. Đừng khóc, đừng buồn nghe em, hãy chỉ còn nỗi nhớ thương. Ngủ anh em à. Tịch mẹ mày cho tao xin liên rít đồ có xin lời luôn hả? Đồ uống á nè, đồ uống mày muốn mà. Mày muốn xin lời bài nào? Đồ uống á mày, mày tao giết cho thằng đóng lời. Trời ơi, đồ uống má mày lúc cái tới Mỹ chưa xuống là đồ uống má mày tao là đồ cũng nhạc sĩ chứ giỡn hoài. Lâu, tao lúc cái tới Mỹ chưa xuống là tao cũng nhạc sĩ đó. Chẳng qua là đồ uống má kiếp phải đi làm đĩ rồi chấp nhận thôi. Ha ha. Are you okay? Bye bye tất cả anh em nha. Chúc các bạn một buổi tối gọi là ngủ ngon.